À, xin chào các bạn, các bạn đến với Trung Nguyên TV. Đây, này tiếp tục mình về thêm hai thùng cá thủy sinh các bạn nhé, và có cả cá trọi về thêm đây. Chỗ đây là trọi Dumbo này, các bạn nhìn đi, tay bơi rất là to, rất là đẹp luôn nhé. Đấy, đây là trọi Dumbo, tay bơi nó, tay bơi rất là to. Đó. Tay bơi. Còn trọi thường đây cũng rất nhiều trọi thường nhé. Hôm nay sẽ có cả những trọi mái về sao đấy. Ở trong kia là thời tiết ấm, sờ vào vẫn ấm. Về Hà Nội bắt đầu lạnh rồi. Đấy, tay bơi rất là đẹp luôn. Trọi mái để thả thưa. À đây là Phượng Hoàng Lam. Nhấc luôn mà. Đây chọi mái Dumbo nhé các bạn nhé, tay bơi rất to này, thả thừa nhất có thể. Chọi mái Dumbo. Không chọi mái thì đấy, chọi mái thả bể kia rồi, chọi cống cơ mà. Cái kia là gì nhỉ? Quên chưa đọc đây không? Đây là mái, kia làm trống. Đây là trường Giang Sao Mini. Đây, chọi trống này rất là nhiều luôn các bạn nhé. Đây, chọi Dumbo này. Mai quế. Giờ này toàn quay dọc, quay ngang đi cho nó dễ nhìn. Từ. Đây là xê can này. Hồng vĩ mỏ vịt này. Mai quế hồng cam. Úi giời. Nê ông xanh. Sao đóng kiểu gì không biết. Mai quế. Đây là xe can dạ quang. Hai thùng thôi. Không nhiều lắm nhưng mà cũng rất là nhiều loại. Đây là xe can xanh này, lại xe can thường tiếp này, xe can đen. Đây là nê ông vua. Đấy, nê ông vua tiếp này. Xanh nhiều đâu mà nhiều, văn nó bảo còn hơn 100 con. Đây là vua tiếp này, vua xanh này. Vua. Sóc đầu đỏ này. Nê ông xanh nghe vua. Giống xanh đó. Đây là hồng tử kỳ. Nê ông về rất nhiều luôn các bạn nhé. Đây rất nhiều bạn thích chơi nê ông. À dòng thủy tinh. Lâu lắm rồi mới về đây. Dòng thủy tinh này. Sóc đầu đỏ thêm túi nữa này. Rồi. Eo rồi, bẹp rồi. Bẹp sẹp lẹp rồi. Này giết anh đào này, Tứ cứ hỏi giết anh đào mãi, rất là đẹp luôn. Còn đây là trọi thì các bạn nhá, đây là trọi, xem có mấy túi xẹp đấy, đóng lại hết. Đó, ok, mình quay video cá về ngắn thôi, không phải là dài lắm nhưng mà đủ cập nhật các loại các bạn nhá. Đấy, các bạn nào có nhu cầu liên hệ với mình, vì hôm trước cũng về rất nhiều rồi, hôm nay về bổ sung thêm thôi. Đó. Ok, cảm ơn các bạn, bye bye, hẹn gặp lại. À, ví dụ đây hôm trước về thì mình quay qua các bạn này. À, ví dụ như đây là gì nhỉ, mún uyên ương này. Đấy, cầu vồng này. Mún váy này. Đấy, về rất là nhiều váy này. Đấy, cả dưới này, mún này. Đợt này mình có về thêm tép mũi đỏ rồi các bạn nhé. Đây là tép mũi đỏ này. Dưới là tép mũi đỏ này, đợt này mùa lạnh này rất là khỏe luôn. Đấy, thần tiên.
Rồi, ok, cảm ơn các bạn, bye bye, hẹn gặp lại.